Em xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay video này thì trên tinh thần là giới thiệu tới các bác một chiếc lọc rất là khủng của hàng USA. Thì những chiếc lọc này thì cũng khá là hiếm. Thì hôm nay bên Micro Audio sở hữu được một chiếc, cho nên là quay lên cho các bác cùng tham khảo. Và Micro Audio đang đặt với những cái nhà cung cấp để lấy những cái hàng này về để phục vụ các bác yêu âm thanh. Thì Micro Audio cũng đã test thì chất âm nó cực kỳ là hay. Đấy, từ những cái giải lời này, giải chép cũng như là giải trống. Khi các bác cho mắc những cái giải chép này lên và các bác cho full cái volume, nó không hề có một tiếng gọi là cái chép nó bị dè hoặc là bị như méo đi nha các bác nhé. Cái model của nó là EQ231, 62 cần gạt. Mỗi một cần nó sẽ có một cái giải led theo những cái cần này. Và ở đây có các chế độ như là cộng trừ 6 này, chế độ qua lọc này. Và ở đây có các cái chiết áp tăng to nhỏ, có nghĩa là tăng giảm bát và tăng giảm chép. Và đây là volume tổng của tầng A và tầng B. Ở đây là cái nội thất bên trong này, em cho các bác xem. Với cái chiếc này thì size của nó là size 2U các bác nhé, dày 9 phân nhưng mà cực kỳ là nặng. Nó phải rơi vào tầm khoảng 7kg hoặc là đến hơn 7kg, rất là nặng. Một tay gồng gần như là không thể nhấc được nó. Đấy, rất là nặng các bác ạ, vì nó chạy cái nguồn biến thế rất là to và nguồn biến tải nhiệt cực kỳ là khủng. Ở đây thì nó chạy hai mạch dinh này, hai mạch dinh cho cổng A và cổng B. Thì ở đây nó có chạy sử dụng cái chiếc Zerle của Japan 031689 này. Đây các bác nhìn xem cái mạch của nó in sập rất là sáng luôn các bác. Em quay như thế thì chắc chắn các bác sẽ đọc được những cái thông số của nó. Với chiếc này thì mỗi một tầng nó sẽ chạy 17 chiếc IC lớn và 5 IC nhỏ để xử lý tín hiệu. Đây là những cái cáp này, các bác nhìn những cái cáp này. Không được chê vào đâu được với những cái hàng xịn, hàng chính hãng này nha các bác nhé. Thì em đang đặt với những cái admin cung cấp rồi, không biết là nó có không, nếu mà có thì rất là tuyệt vời để em sẽ cung cấp cho các bác. Đây, với những cái sắc 6 ly này thì nó sẽ đổ keo tránh khi các bác sử dụng mạnh thì nó sẽ bị rung những cái chân linh kiện. Ở đây các bác nhé, nguồn đây là nguồn biến thế này, nguồn rất là lớn này. Những cái CD nó còn đủ đấy các bác này. Khi nó dán trên này thì quá trình sử dụng nó nóng thì những cái keo nó sẽ bị bung ra. Đây, nó vẫn còn này. Đây, nó là như thế này. Đây các bác nhìn miếng tản nhiệt này, cực kỳ là khủng. Đây, những IC lớn tổng cộng là 17 IC các bác nhé. Đây là một cái vỉ mạch để xử lý nguyên cho cái mạch mà tăng to nhỏ của bát chép cũng như là lời. Đây là cái mạch cho hai tầng riêng biệt các bác nhé. Và ở đây thì đặc biệt hơn là những cái chiết áp này thì nó sẽ sử dụng 4 chân các bạn. Tổng cộng đây 4 chân nhé, 1, 2, 3, 4. Thì ở đây thì của nó sẽ có 3 chân để xử lý cái tín hiệu mà về tăng bát chép cũng như là mid. Còn những cái cần tiếp theo của nó sẽ là một cần sẽ là tăng chỉnh về phần giải led. Tất cả đều được đổ keo, tình trạng vận chuyển nó có vấn đề. Đây, đổ keo. Đây không phải là keo thường các bạn, cực kỳ là chắc luôn. Có những loại keo các bác thể ấn tay như thế này nó rất là mềm nhưng cái này nó cứng đông luôn. Và đây là mặt sau các bác nhé. Mặt sau thì nó có 3 đường tiếng vào, 3 đường tiếng ra. 3 đường tiếng vào đây có 6 ly này, 6 ly này, AV này, Canon này. Và ở đây thì với những cái hàng chuẩn của nó thì thường sẽ có những cái chi tiết hơn so với những cái hàng khác. Đó là cái thông tin về ví dụ như là cái rắc 6 ly. Thì ở đầu của rắc 6 ly thì nó sẽ là cái cổng về chét này. Đây các bác nhìn ạ, cái cổng
chết ở đây. Và cái tiếp theo của nó thì sẽ là giải lâu này. Đấy rồi giải bát. Nó sẽ là khoảng dưới này. Khoảng bên trên này một chút này. Và cái tiếp theo ở lần cuối này nó sẽ là tiếp mát. Đó, nó sẽ phân biệt cho các bạn. Và ở đây cái phần canon cũng vậy. Canon thì nó là một. À, cái cổng 1 của nó thì nó là tiếp mát này. Và 2, 3, 2 nó sẽ là phần phần của chét. Và 3 nó là phần của bát. Đây là ký hiệu rất là rõ ràng nha các bác nhé. USA này, ở đây nó có cái phần tiếp mát này. Và dòng điện của nó chạy rất là lớn, 250V cho 0.5A. Có nghĩa là khi các bác giao điện các bác có thể chạy đến 240 thì nó mới không ảnh hưởng. Bình thường dòng điện của chúng ta chạy chỉ được 220 thôi. Nhưng mà khi có vấn đề về cái bộ dàn các bác, nó có thể chập cháy chẳng hạn, nó tăng vọt lên đến 250 thì nó vẫn chưa ảnh hưởng các bác nhé. Nó phải quá ngưỡng này thì nó mới gây ra cháy nổ này. Ở đây thì các bác cũng có thể gạt cái chế độ 110 hoặc là 230. Đây em sẽ quay lại cho các bác cùng xem cái nội thất này. Phải nói là cực kỳ là khủng luôn các bác. Ít gặp những cái dòng mà size 2U mà nó lại chất lượng như thế. Đây, những cái đinh mà vít dưới các mạch của tầng trên và tầng dưới đều được keo hết này. Con này là còn nguyên bản 100%. Dường như một tay nhấc rất là nặng luôn các bạn, nó phải rơi vào 7-8 cân luôn. Ok được. Video này trên tinh thần giới thiệu với các bác nhé. Cái chiếc này thì em sẽ tìm thêm với những cái nhà sản xuất để hoặc là những cái nhà, có nghĩa là cái nhà phân phối, để xem có những cái dòng này thì em sẽ giới thiệu với những chiếc video sau, những cái video sau để cho các bác cùng sử dụng những cái dòng này. Thì em đã test qua, quá là ok, nói chung là rất là hay. Nó thiết kế từ những cái góc cạnh của mặt trước cũng như là mặt sau, nó rất là đẹp và bắt mắt. Ok, em xin kết thúc video tại đây. Các bác nào mà có nhu cầu